Mua ạc Liên Quân tại nick5giây.vn, bán nick Liên Quân uy tín hàng đầu. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha anh em. Hôm nay là ngày kỵ của bà nội mình, cho nên mình không có up clip, làm clip kịp cho mọi người xem. Cho nên hôm nay sẵn tiện mời anh em tới nhà mình ăn cúng bà nội mình luôn nha. Đó, đây là cái cô chú xóm mình đây, ba mình đây. Vô tới Nghệ An đó. Xí nữa mình sẽ cho xuống ngay dưới xem thử một mớ phụ nữ đang ngồi tắm ở dưới. Đây là bạn của phụ nam. Đi xuống dưới thôi các bạn. Cho sẵn cho các bạn xem nhà mình luôn nha. Nhà mình đơn giản thôi. Đây hôm nay vợ bà nội. Đó cái bàn nhảy đây. Hai con. Xuống dưới nha các bạn. À, đây thiếp mà thiếp. Dạ rồi thiếp. Xuống đây dưới đây các bạn. Đây là chỗ dành cho những người tám. Người nào mà tám là xuống đây. Thấy nhà cũ các bạn, nhà gạch này đây. Gạch bông là chưa có tiền sửa luôn. Đây. Điểm đây là điểm tụ tập của những người mà thanh niên tám là chỗ này nè các bạn. Đây là ai là tám nhiều nhất rồi. Cái mà bảy nó chưa tám. Đó, cho anh em xem cái mâm đồ cúng với mình nữa là xong nha. Đó, cho mọi người xem các thanh niên tám. Hôm nay là sẽ có món gì đây? Gỏi gà. Ủa sao má sao đồ ăn cái gì má? Đồ ăn má cắt cái nồi rồi. À, cắt cái này nè. Nó lên cô mấy cô đủ bàn rồi á. Thím lên luôn thím, để con chạy bàn cho. Vậy lên vậy. Ở quê nhà mày vui, đơn giản mà vui các bạn ơi. Cô tuy ốm mà vẫn đẹp gái. Đây là món chả đây các bạn. Chả quê mình. Bánh tét. Dạ con đăng clip cho mấy bạn xem, bữa nay cúng không làm clip được. Ủa đồ ăn đâu hết rồi, sao bữa nay ít đồ ăn vậy? Đồ ăn trứng tàn rồi quẹt bếp. Thôi được rồi, chừng nào lên mâm đó. Rồi mình lên trên đi. Lên mâm quay. Lên mâm thôi. Đây là bé cháu mà nó cao hơn chú luôn rồi. Đây. Tan. Đó, chả cá. Làm miếng đây. Đây chả cá nè. Làm miếng chả cá các bạn. Mắm. Ngon quá. Ngon quá. Đó, đông vui các bạn. Ở quê mình vậy, năm nay mình cúng chỉ làm 3 mâm thôi. Không quá cũng lớn. Đó. Anh em thông cảm nha, hôm nay clip nó hơi buồn xíu, không có gì hấp dẫn để anh em xem. Tại vì hôm nay lu bu công chuyện quá, mình không có làm clip kịp cho các bạn hay các bạn xem. Chiều nay, bây giờ đang là trưa, thì chiều nay anh em mình bắt đầu mình đi quay clip. Chiều mai mình mới up để anh em xem kịp. Cho nên là hôm nay mình cố gắng mình có một cái gì đó để cho anh em xem. Anh em biết chừng nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều đăng ký đó, ủng hộ kênh mình. Anh em nào yêu quý mình thì chỉ cần nhắn chuông đăng ký kênh, là đó là điều động lực lớn nhất, là ủng hộ mình, giúp mình để làm những clip hay cho anh em xem, rồi chứ không cần gì hết nha các bạn. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em nha.